Hạnh muốn chào khán giả vào buổi trưa hôm nay. Em có mặt tại dòng sông ở kênh Chợ Gạo nè, em quay những chiếc tàu dầu và những chiếc xà lan cát, khán giả cùng xem nha. Và một ngày mới hôm nay, mến chúc khán giả được an lành và được vui vẻ trong cuộc sống nha. Đây là một chiếc tàu dầu nè, đang chạy về hướng của sông Tiền, chạy rất là lẹ luôn á. Và đây là có một sấy nước luôn ạ, à. Nó lẹ luôn. À, chiếc tàu dầu này của Bình Thuận rất đẹp luôn, màu xanh. Đối diện là chiếc xà lan Chợ Cát nha. Lan Chợ Cát này của Long An đang chạy về hướng Hưng An nha các bạn. Xà lan này đang Chợ Cát rồi. Máy kêu rất là mạnh luôn. Xà lan này đóng 2020. Và có một chiếc xà lan Chợ Cát luôn, chạy từ phía của Long An chạy đến đậu luôn. Máy bơm nước phía hầm máy lên rất là mạnh luôn. Wow, chạy xà lan này của Bến Tre chạy máy quá mạnh. Đây là có một chiếc xà lan Chợ Cát nữa nè. Vào buổi trưa hôm nay á, nước lớn nửa dòng sông, tôi nhìn những chiếc xà lan cát chạy rất là nhiều về Long An luôn nha. Xà lan này của Bến Tre nè. Kế bên có hai chiếc xà lan luôn, chạy từ hướng Long An chạy đến
là lẹ luôn. Rồi chiếc xà lan phía dưới vượt qua xà lan phía trên luôn. Xà lan này hầm, xà lan này trùm những tấm tôn kính, chạy vượt qua xà lan cát phía trên luôn các bạn. Quá lẹ luôn. Xà lan này mặn nước 28. Vừa qua chiếc xà lan cát này luôn, xà lan này chạy chậm, bỏ cát ra gì mà nhẹ trên mặt nước mà chạy ra, độ chậm. Đây có chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn á. Và đây là có một chiếc xà lan chở cát nữa nè, chiếc ghe. Chiều hôm nay nước lớn ở dòng sông mà rất là nhiều xà lan chở cát luôn, chạy về hướng Long An luôn nè các bạn. Ở đây là một chiếc tàu kéo nè, tàu kéo này của Sài Gòn nha, đang chạy vượt qua cầu dây Chợ Gạo và bay về hướng của Long An. Tàu kéo này đóng lâu 2014 các bạn. Rồi chạy máy kêu quá cỡ luôn. Kéo này sao cái bon sắt này. Thường bon sắt này chở cát hoặc chở đá.
Video của em đến đây là kết thúc. Ông cảm ơn khán giả đã xem video của Hành Miền Tây. Em rất là chân thành cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh của em trong thời gian qua, quay những chiếc xà lan trên kênh Chờ Gạo. Em rất là cảm ơn. Xin chào tạm biệt và em hẹn lại những video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.